Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, anh em nhìn là anh em hiểu cái chuyện gì xảy ra rồi chứ anh em. Hôm nay là có một cái đám cưới gần nha, cho anh em mình quyết định hôm nay mình sẽ không quay clip để anh em mình đi ăn đám cưới nha các bạn. Nhưng mà hồi hôm có một cái chuyện đặc biệt, bà cô dâu ở Sài Gòn về, bà vô cái nhà bà biệt thự bà dưới kia, bà ngồi bà đâu lại mà nó đâu, nó bày nó đớp bao cá rồi, bây giờ cái mặt sưng nửa mặt luôn rồi. Bây giờ bà kêu xíu tôi về có dẫn chứng luôn. Đâu rồi mà nó không thấy. Trời tôi em sao? Tao mày xéo đâu? Tao nói mày vậy là mày số mày quá nhỏ rồi. Cô dâu bị em kích là anh em hiểu cái chuyện nào. Bây giờ anh em mình phải đi tìm ổ em để mình bắt, mình cho ban cho bà Hải dặn nha bạn. Dạ cứu đi. Dạ cứu cô dâu. Và anh Hải xíu nó có nhìn hai hốt cô dâu chạy luôn nha. Đó. Dữ quá. Ủa bao á? Báo một điều bất ngờ là mấy chị làm gì vụ kia kêu qua kiếm thêm chút chồng. Chúng kiếm chút chồng á. Ờ. Bà nào? Ai đâu? Đâu đâu? Ai nãy nói đâu? Ai nãy đâu? Ai đâu? Ba chồng chưa thế? Một bà. Hai bà. Ba bà. Cái bà kia mình nhớ nhất. Để tôi giới thiệu. Chị bao nhiêu tuổi đâu? Để biết chừng bao nhiêu tuổi đâu? Bà nói tôi biết chừng đi người ta. 44. Đâu? Chị bao nhiêu tuổi? Chị 40 để ráp kèo. Chị yêu. Ráp kèo. 40. Đâu đâu đây. Đây. Đây, bà đây bà mạnh miệng nhất đây. Bà đây mạnh miệng nhất quá. Đây. Bà kêu kiếm đây bà bò người chồng. Bà đây. Bỏ chạy đâu. Đây đây mà nói mạnh miệng sao bây giờ chạy. Bà bao nhiêu tuổi đâu? Chị hỏi tuổi, nếu hỏi tuổi tôi là phải được cái gì chứ hỏi tuổi không. Đây là tao biết không? Biết người ta mới ráp kèo người ta mới gọi điện được. Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Bây giờ ông đợi tôi nhiêu tuổi? 90. Chào chị đây. Đâu đây đây. Đâu đây. Đâu đây. 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 Chị bao nhiêu tuổi? Chị có cha nào đâu bao nhiêu. Rồi chị đây. Chị có cha có mà. Ok. Ê, có nhu cầu tìm chồng không? Có. Ồ, anh em ơi. Mấy bà làm thì cứ quê mình nguy hiểm quá. Ghê quá, ghê quá. Thôi anh em mình lên đây. Đây, cái nhà này nhà của ông chú của cô dâu nha các bạn ơi, là địa điểm mà để thí dụ anh em ở Sài Gòn về tập trung mà nó hung quá, bà em hung quá mà phải vô xử lý chứ không là nó không cho ai ở. Nhau xin xỉn nhau vô rất là sang luôn á. Anh em mình phong tỏa hết cái lối đi vào hết rồi. Tất cả bao vây. Có biết coi báo hiệu không anh em? Để báo hiệu anh. Anh em xem coi cái coi hết rồi. Cô em làm cho em sao không thấy ta? Không để ý. Nè, rồi không? Vô cái bụi xanh nó rậm quá nè. Nó lớn to cái này là phải dễ đâu. Cái này thấy rõ nè. Zoom gần cho anh em thấy không em to cái nào. Cái lỗ chỗ nào Toàn có thứ mấy lỗ có thể một chơi tiệt chiêu lá mì đại pháp được không Toàn? Ê. Còn nếu không được phải chơi phương án B Toàn. Ủa cái này là giờ bét cho mình trước hay mình bét ai bét này? Mình mới bét á. Mình bét mình nào thế á. Đồ nó ra hoài nhiều. Ủa, quá ổ cái to chứ phải nhỏ không mà ra hoài nhiều chứ to ta em đứng ra tám to đi vòng tròn một lần vòng cái thứ đó anh hiện trai trò này người cuối cùng bị em cán không là ai em ai không. Bị chích nhiều nhất là thần thưởng em sĩ bây giờ tôi chờ tất cả đứng này tôi lấy một đá tôi chọi rồi ai đến cuối cùng là thắng chạy ra đi thì mình lấy bao trùm cái đây chiều vào có đám cưới chết luôn á bà cô dâu bị hôm là bạn gái của Toàn bây giờ bỏ rồi bây giờ mình lấy cái ổ em mình hái mùi ấy mình nhét lá mì hay là nhét cái lá gì đừng cho nó sẹt cái khi mà bắt đầu người ta đốt pháo nha đốt đốt bằng bẻ quá mày cho vô rồi mình chạy mày quý cát quá thông minh không mày thấy tao thông minh không quý cát quá u ra mày đứng cái chờ luôn á anh em ơi hãy giữ cho vui thôi bây giờ anh em quyết định là phương án đầu tiên là mình sẽ đồ bảo hộ đây bộ đồ hộ đây cũng còn nó ngộp á ném nó anh Toàn đeo lên cả thằng nha nó ngộp thở là khi anh Toàn xuống là anh em cho hô hấp nhân tạo liền ngang cho nó ngộp thở nha bữa trước một lần bác ông Tần nhớ không trước tôi kìa nếu mà rồi nếu mà cái chiêu mà nhắc nó mà không được thì anh em hãy chuyển phương án hai nha và bữa nay sẽ có một món thật độc lạ cho anh em xem nhưng mà mình không nói trước bữa hôm qua đứng ngay đây đứng ngay quá luôn đứng im luôn nha mày quay nó cận cảnh cho anh em thấy không sao đâu nó mới quay nó không cắn đâu buổi đầu tiên mình lên mình tỉa cành buổi hai nhắc nó mày thôi ok anh Tần gà già vô chạy khỏi mất già vô xong pho ngủ hết trời sao thấy đâu rồi chưa đậm trúng gỗ chưa đến nhiều lắm các bạn luôn các luôn cắt mì mà xem cắt lỗ ừ bẻ đâu bẻ đâu bẻ đâu bẻ đâu bẻ em ổ đi bẻ ổ đâu bẻ ổ đi chưa ồ đâu rồi chứ
Bắt đầu ra cái mát để đường luôn rồi. Ôi cái mát quá không thấy đường. Đi 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 chạy nha, chạy trời, từ đi đi chết đâu vô nhà nhanh quá trời anh em, ra quá trời luôn, ra luôn. Cái này bây giờ treo, mẹ tháo cho cái này rồi, cái này chỗ đây nó giờ em ra cắn bây giờ. Đang giao shipper này chứ. Công nhận nó mát thiệt nha. Nó mát luôn á. Vô nha anh em. Tao giờ mình cho chút lá mì vô đi. Hết rồi, cứ thả vô đây, thả vô được cái nào được. Đồ đầu đóng mát luôn á, mát lạnh luôn á. Hết bắt tiêu mà bỏ là mày gì nữa. Thả được nào, con nào nó xay, nó xay. Rồi, cầm đi. Rồi, cậu đồ đây, cậu đồ đi. Cũng còn vài con nữa nè, trắng quá, không giỡn đâu. Còn được mấy con. Còn con giữ đây. Có mà. Năm lắm. Mở đây, dẫn không đây, đút cái tè, đút cái tè. Tè bên nào ra chứ. Giờ anh em mình dọn về hiện trường nha bạn ơi. Bây giờ phải xịt thuốc xịt bụi ấy, để cho nó đi chỗ khác, cho nó quằn lại nó làm nữa. Thành ra ta thấy ngay gốc cây nó đang tụ một đống ngay gốc cây bên tay phải Thành á. Ngay gốc cây bên tay phải nó tụ một đống bên kia kìa, xịt cho nó đi chỗ khác đi, chứ không nó ở nó cắn mấy nó nhỏ. Ờ xì đi, nó muốn làm ổi lại. Ồ nó sợ nó bay lên trên quá trời kìa. Chiều nay 2:30 mấy anh em mình đi đám cưới nữa nè, cẩn thận nha. Thôi giờ mới diễn lại lần nữa sao sao hả? Nó bò đâu? Chụp hình mà nó cũng mua đâu đâu. Gò nó cũng giỏi. Chụp sao? Để nó làm nó cái cánh á, làm cái đầu nó đâu. Ê. Ôi. Ơi chụp hình. Để lấy chiều điểm cứ đi chứ. Không. Chiều điểm cứ hiện. Thanh để đi đâu chụp hình. Nó ỉa luôn đâu. Cái đây sao ra ở đây cũng mấy con ai cũng nhiều nè. Rồi thôi bây giờ anh em mình bình thường là người ta sẽ có cái món là đuông dừa lợi mắm. Hôm nay anh em mình sẽ chơi con nhộng này lợi mắm, mình nghĩ nó chắc cũng ngon trong này nè, để mình ăn thử có ngon không. Ngọt mà, nghĩ ăn sữa xịt nhiều ngon lắm. Bây giờ anh em mình chơi thế này nha, lợi mắm này toàn dỡ lên cho anh coi nè. Cái con này gọi là con gì? Cái con này nhộng con. Còn cái con này con chàng rồi thành con em rồi. Có nghĩa là bây giờ anh em mình á sẽ là bỏ cái con này đi. Vì tại sao? Móc một con cho anh em xem. Con nó có bên. Lấy một con cho anh em xem. Con nó có ấy, nó có cái đường ruột ấy. Đó, con này nó có cái đường ruột để nó nuôi. Nó cũng giống như là cái trứng vịt lộn anh em ơi, là cái chì của nó là nó nuôi nó. Cái con ở trong đây nó lớn tuổi hơn con ngoài đây nha các bạn. Bây giờ anh em mình khui ra một con cho khán giả xem cái toàn.
đấy, đấy cái con này là nó lớn rồi và nó sẽ rất sạch sẽ. Anh em mình sẽ vậy đó, cho nó vào mắm mình ăn cho nó hấp dẫn. Rồi khui hết được bao nhiêu anh em? Rồi ok, úp con này xuống trước rồi mày, bỏ 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 đây phải không, cho anh hái cho gà không, ông nhổ ra, ông đập ra nó tự rớt mày, còn mấy này nó đâu rớt đâu. Ờ cái máng này nó không rớt, máng này không rớt hả? Không, rút ra nó tự rớt rồi. Ok rút nhẹ không gà rút. Cái công sức con em nó làm cái ổ biết bao nhiêu thời gian nha. Ổ đẹp ha. Ừ, quá đẹp, quá công công sức kinh dữ nè. Tao. Ồ. Ê. Còn lại để tao vũ nhị ra cái nha. Rút ra mà. Đó không. Còn lại con này nó ra nè. Con này gần thằng ăn bay rồi. Con này được không? Con này được không? Con có xào được. Con lấy xào được. Con này ăn được không? Nó đi được mất rồi. À con này được. Con này được. Con mà nó chưa ngon ngậy là được. Đẹp không? Được không? Con này được không? Không. Con này chưa được. Béo luôn. Con này chưa được. Sạch sẽ, vũ cho nó sạch cái bụi nó ra. Ôi. Con này nó ít bơi hơn con đông dừa. Ăn con này là đỡ ghê hơn con đông dừa, nó bơi bơi nhìn. Con này nó ngọt hơn đông dừa nhiều chứ. Con này nó chắc nó phải ngon hơn chứ. Con này nó chất lượng ISO hơn nhiều quá. Còn nó chết trên hàng cẩn thận, nó nằm ẩn cư trong đây chết nó công. Chết vậy mấy con. Mấy con đang đen á, mấy con này, mấy con á đang đen này nó bò được này. Con này được, con ăn được Thanh. Quá, sao đổ chứ cái Thanh. Đen này, đen thấy chưa? Đen mà. Con này chưa có nào ăn luôn. Rồi, nó xếp này mày nghe. Thấy không? Đây này. Nó làm việc có quy luật ha. Đúng rồi. Nó làm từ nhỏ. Mấy con nhỏ này mà hoài còn xếp đóng càng vô trong nó càng vào ha. Có nghĩa là nó đĩa từ trong ra ngoài. Từ chính giữa ra ngoài, mà khi chừng nở là cũng nở từ trong ra ngoài. Ồ. Khi chừng nở là nó cắn cái nó cắn đây nè, nó chui ra. Ừ. Hay. Cái con mấy con hoài này hả? Mấy con hoài cái mai mốt nó bao lần lần cái bao ro lại. À, bao đây rồi. Còn trong kia là chính giữa nó khui lần lần, con nào mà nó được ba được rồi. Tụi cũng đẹp đẹp không chưa? Nó đi lại không? Trong này tôi tập trong này. Đây một lần thôi chứ đâu lại. Quá đẹp luôn. Rồi sao mà cái ổ nó bự lên hay sao? Nó nở hết rồi sao? Nở hết rồi thấu. Hết rồi. Thấy chưa? Nó nở thì nó đĩa tiếp chứ. Nó đĩa về lại cái ổ cũ hay sao? Này nó làm lại cái bánh này nè, rồi nó làm ổ to, bánh khác. Cái này giống như giấy cạc tông. Ừ. Đây như cái giấy mà đựng trứng gà á. Cực kỳ cứng quá mày. Hình như mấy người làm giấy trứng gà người ta nghiên cứu. Đây, bỏ mấy con đây lậu luôn ừ. Nè. Hả? Con này lậu ngon lắm đấy, để cho anh hái, anh thưởng thức. À đây là bỏ cho luôn. Năm chú tiểu. Ủa mình ăn ở đây chiều mình đi đám cưới mình uống bia không đấu thủ luôn quá. Khỏe màu luôn á. Gì thôi. Đang ăn nữa cho cái chạy về. Đang toàn đồ xong không cái không. Trái chạy. Hết chưa anh em ơi? Dạ hết rồi. Con này lấy luôn hả? Lấy luôn. Ê con này nó mua bia bỏ. Con này có nẹp chưa? Có rồi chứ. Cái này có nẹp rồi. Được chết thôi. Mắm ngon. Xạo rồi. Đúng dừa loại mắm. Đây mình chơi nhộng ăn loại mắm. Đấy hai con này. Món này anh em có thấy ai làm chưa? Hồi giờ anh em có qua YouTube có ai làm chưa? Chưa đâu. Chưa đâu. Có mà mình không biết không á. Không biết nói chung chưa thấy kiểu này. Có khi. Đây. Được mấy con dưới đây. Hôm nay anh em mình sẽ chơi món là cũng khá độc lạ, không biết có anh em nào làm chưa. Hồi nãy thì anh em mình chằn qua một cái chút nước mắm mắm lọc tinh khiết để mình sát trùng đã, sát khuẩn ra. Bây giờ anh em mình chơi lại cái mắm Thái. Ơi, anh em xem kỹ hai với giọng. Ăn thử ngon không nha? Ngon anh em. Ăn thử đi. Anh em mình cầm sẵn dưới đao. Sấu sập ăn rồi sấu luôn đi. Đừng mém con sợ thòm ghê. Ông nào thử đọc trước đi. Thôi để tôi. Tôi rút luôn. Anh Hải không ăn món này nha, anh Hải cầm quay nha. Ủa, bốn con liều quá. Ăn chứ, em lắm á. Em không ăn mà. Kê thêm miếng chanh đó nha. Ăn gì không ăn? Có, ăn chứ sao ăn. Ngon quá. Ngon đây nha. Ngon quá. Thôi mà ăn đây, để anh quay cho. Diễn á. Sao? Ngon không? Ngon. Phải không? Ngon không? Quá đã. Thôi mời anh em. Camera. Mời anh em ăn. Mời anh em nha. Ăn lần mấy con? Mấy con đầy bụi. Ngon miếng. Ngon. Chăng thêm nước mắm nữa mới ngon. Mắm ngon. Là nguyên muốn luôn. Vũ ngon coi đây Vũ. Không dám vô. Vũ sợ anh chờ mình cứ đọc. Nhức nách luôn. Mời anh em. Quá tuyệt vời. Wow. Phê chứ. Trời. Thế. Em ăn cái đây chứ tao chỉ ăn nhiều nhiều uống bia không được đâu. Vũ. Ăn dữ lắm. Mời anh em. Bụi mắm ăn nhiều mà. Mình ăn. Mời em nha. Ít mắm thôi nha. Vừa thôi. Vũ thấy anh em ăn sợ giờ anh trao nguyên con luôn kìa. Anh em. Đó. Để coi thử nó ra sao. Mời anh em ăn. Đủ, ngọt béo luôn. Ngọt béo. Đừng bỏ nhiều mắm. Ngon. Còn sao mà? Quá, sao vậy? Ủa con. Em đã con diễn bè rồi. Mà anh em nha. Ngon. Ngon. Đây cạn cái vô. Béo không? Ăn tôm hậu quá mang mừng. Ra cái đây ra chứ. Mình mắm này kiểu á. Mắm này ngon không? Ngon. Làm kiểu này ngon. Nó béo. Nó béo mà cái nước sốt nó chua chua ngọt á. Cái sữa nó bịch ra ăn ngon. Cái kem không? Ồ. Kem miếng xả nè. Kem miếng xả nè. Món này có khi là lạ là món menu trong nhà hàng. Ê, kem miếng xả nè. Ừ. Cái này
anh em về mà tháo này thì chứ hiển đồ toàn à mà toàn sao hiển tôi rồi lấy xách xích lại chứ chứ cái sữa mong anh cái xài vô không chờ đại muỗng luôn chứ ngạc chứ vô em biết tao chờ chờ cái muỗng lại anh cha chờ người khác nữa cha chờ cái muỗng lại chứ cái tao còn đúng luôn cái muỗng bữa nay ăn được cái này không quả nghĩ sao giọng em ăn cái ký mỏi được không trời được không kia không được mà mấy bữa xào bên nhà xong lại rồi xào mấy nhà nghiêu kia mà sao ăn không sao ngồi đấy ăn không được cầm máy quay đâu quay này em được đâu anh ơi anh ăn được đưa tôi cầm vô mon không được mon ruột mà sao vô ăn không được ơi vô nay mời nay dứt vô trời rồi mời nay luôn ăn con này ngang xương luôn em mời nay vô vô tay này vô ăn cái món này phải chụm cái đầu vô vô chụm cái đầu vô mời nay vô vô tụm á con này này để nay vô luôn à biết ăn hái thấy ăn ngon rồi sao em một bát này cái đầu lên hai chụm vô luôn vô mời nay hai ba vô nữa ăn trời ơi đây anh nghĩ ăn cái đây đâu bổ phí rồi một cái đây cái máy này nhiều chút nữa bộ ngọt các bạn nhiều diện chút nữa thấy không ngon hơn là trồng quả luôn không giờ nãy có người mình ngâm mấy mạng rồi lại mấy ái lại chút nó được á chiều nãy nhắm con kia là được nãy ngâm mấy mạng rồi giờ nãy ngâm mấy mạng mạng làm nhanh lên mà chiều nay mình ăn đông cứ à không nghĩ ở đây nó ngọt hơn trồng quả luôn ngọt đó ăn sống vậy ngon chưa trồng quả ngon bạn đi làm hết luôn rồi chứ để nó rồi anh em nó lâu nó bịch sữa ra bạn em à đẹp luôn lại lớn á dạ biết lấy à đẹp đây của mình anh mới vô anh tải hai gió là ngang xương bắt bắt đầu anh đang chín được nhạc xe hồi nãy thấy sống anh ớn anh nhận vô ngay anh em thấy luôn rồi mình cũng tranh thủ rồi đang về đây đây cái bị điện luôn mình ăn được kem ăn xả vô ngon thật rất là bự quá nghe nãy em tưởng anh hai em ăn à em cũng tưởng anh hai anh hai nói rồi hai tưởng anh biết anh hai anh ăn về hồi nãy mình dạ hồi nãy ra kêu để cầm máy quay cho còn một bịch qua kia hồi nãy mình lấy cái con mình nó còn cái ruột ấy nhiều quá anh ăn về nhanh quá anh hai đại vô nữa chở dầm ghi luôn đậu anh đi mình chờ cái cho nó chở dầm ghi luôn ý vô chở dầm ghi luôn sầu giá hay là y kiếu đâu anh em rồi rồi dứt anh hai vô vô hồi nãy anh hai cầm ra cầm anh em ăn không được chứ món thứ ba chở gớm đận mà anh em ăn đi bà sao anh em mấy điểm thấy tuyệt chưa ngon quả này ngay vậy ăn ngon món này cái con này phải gấp mấy là con ấy luôn á nếu mà làm cỡ đây mà mình đòi mấy em đòi tiền á con nó vừa ăn mặn này luôn biết sao không con nó vừa ăn mặn này 9 điểm 10 điểm con nó vừa ăn nhiều khi nó bị cái da nó dai rồi. Với lại cái đầu nó cứng với lại nhiều khi mình để lâu quá nó già nữa thì ăn nó rất là dở còn đây này mình vừa ngậm vô nó tan mất thì nó ra sữa nếu mà anh em thấy ngắn ngán anh em làm nước mắm y chang vậy là xả rồi đường xả đường vô bỏ vô xe chịu đây chịu thái vô nữa đi bác ẩu nó đi ngon quá nè nếu cái này như cái gọi anh cho chọn cái nào ngon hơn nếu anh thấy nói chung cái con này ngon quá làm món gì thấy nó cũng ngon đúng rồi mời anh em ơi con này thì cũng ngon đúng là anh em mình xào thử cái món này thôi không ngờ là nó ngon như thế này mình cũng nghĩ là nó sẽ ngon mà ai ngờ nó ngon quá sức tưởng tượng ha quá đỡ luôn xương rồi mấy anh em mình cũng tức nước vào bờ kêu là ăn bắt nhiều lần rồi mình có ăn mấy rồi hết rồi mà nó cắn mà cô dâu thấy tậu cô dâu quá cho nên anh em mình mới đáng thôi chứ bình thường quay clip em một lần là không muốn quay nữa còn cái lá mì định nhắc lá mì cho xỉu anh em coi nhưng mà nó cái ổ nó cao á địa hình phức tạp á địa hình phức tạp không có nhắc được tùy trường hợp đấy nhé. Còn anh em mình cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn anh em rất nhiều, yêu quý ủng hộ anh em xin dự vlog. Anh em món ăn được nha. Ngon quá ngon. Quá ngon. Chào anh em. Chào anh em. Anh em nào có cái ổ nào chỉ anh em bắt nữa nha.